Thì cá nhỏ cùng cô chú chị em. Mình chưa hết rồi, nó chạy qua đó là nó muốn ăn đòn rồi đó. Nhìn thấy bà tưởng nó có kiến rồi. Mà nó chứ nó nhiều luôn. Đi đâu vậy?
thấy đi chặt con nó kêu con nó đi chặt ra con đi chặt kia quen nhìn hết lòng thật nhìn hết con đâu kia đấy màu đi lúc mà Rồi, xem rồi, vô mồ rồi. Bọt cơm luôn. Rồi, thơm luôn chứ. Thơm luôn. Sơn mà kia má nó sáng lắm, sao lại má nó tối rồi. Nó gì quan trọng gì ăn đi ông mẹ. Bỏ vào. Ừ. Mời ơi. Thì đây phải về làm ly 10 phút mới được. Mà từ bữa nay cứ quay lên là vừa cũng chơi về máy ảnh à? Đó. Rồi do. Chơi cái máy quay à? X3 thôi. Rồi cái giống. Cũng ba ếch đâu. Con nó phải gần bằng cái con trước mắt ở ai nhà nhỉ? Vừa hết mùa rồi. Cắm ếch rồi. Đây là chị đi rồi hả? Đi chừng nào chị đi vô. Thứ hai còn nhà đâu còn gì? Không gọi là củ nó gọi là củ ốc ốc hết vườn lai chim ốc chim đai cái gì bảo ấy cái vô mấy cái bổ gì đó bảo hết củ giờ khó khăn quá bảo này lên cường, bao đổ đây, tôi đưa bỏ cái chân đó, bào về quá, cường này chịu bào quá, bào hết đi đúng không? Dạ, khó khăn quá rồi, bào hết. Bố mình dùng ba
mình đào rồi thì cái nhỏ rồi tới cái lớn hiểu không? Cái bò cái lớn. Chơi kỳ cái cây này đi chợ. Cái nhầm răng. Cái mùi tím mang lên trừ lại cho bà 10kg anh Hải nha. Cường ơi, bao nhiêu người bao giờ mới nhắn được? Cường ơi, đó, bao nhiêu người bao giờ mới nhắn được? Còn không biết rồi, còn biết khi nào mới được, không biết. Bao nhiêu người nhắn luôn rồi? Thêm một người, có thêm một người.